BBTV. Các em ơi, ở tiết học trước thì cô đã dặn lớp mình là về nhà chuẩn bị vỏ hộp sữa. Và các em đã chuẩn bị rồi đúng không? Vâng ạ. Yeah. Rồi, ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng làm mô hình từ vỏ hộp sữa cun. Cô sẽ chia lớp chúng ta thành hai đội. Đội nào làm đẹp, sáng tạo thì cô sẽ có phần thưởng cho đội chiến thắng. Wow. Hay quá. Cô ơi, phần thưởng là gì hả cô? À, cô có rất là nhiều phần thưởng cho lớp chúng mình. Chúng ta có mũ bảo hiểm cun này, hộp bút cun này, bộ dụng cụ học tập cun này, bình nước cun và thẻ sưu tập cun. Cùng cun làm việc tốt mỗi ngày. Wow, toàn những phần quà hấp dẫn thôi cô ạ. Được rồi, thế lớp chúng ta đã chia đội chưa nhỉ? Rồi ạ. Thế bạn nào với bạn nào? Em với cả bạn Lan một đội. Em và bạn Hằng là một đội. Rồi, thế bạn Hà với bạn Lan là một đội, bạn Hùng với bạn Hằng là một đội nhá. Vâng ạ. Rồi thì các em bắt tay vào làm luôn thôi. Các em, cô lưu ý chúng ta này, khi làm mô hình thì các em có sử dụng keo nến với cả dao kéo thì các em phải hết sức cẩn thận nhá. Vâng ạ. Làm thôi bạn đúng không? Chúng mình làm gì đấy nhỉ? Mình làm cái trước. Sẽ làm nông trại đi. Mô hình làm đúng không? Ừ. Bạn Hùng ơi, chúng ta làm nông trại sữa cun thì không thể thiếu những chú bò sữa phải không? Ừ. Đúng rồi. Tớ sẽ dùng sữa chua ốm dạng chai này để làm những chú bò sữa thật là đáng yêu. Còn tớ sẽ làm những ngôi nhà nhá. Ok. Lan ơi, tớ sẽ làm phòng học màu tím trước nhá. Yeah. Ok bạn. Thế Lan làm màu gì? Tớ sẽ làm màu hồng này trước đi. Ok. Mình sẽ đặt lên đây. Đó, đã xong tầng 1. Bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Mình sẽ làm cái nền nhà trước. Yeah. Bạn Hằng ơi, bạn nhìn thấy cầu thang của tớ đẹp không? Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Cầu thang y như thật đấy nhở? Ừ. Đây là cái máy. Tớ sẽ làm lan can cho nhà nhá. Gắn tai vào đây. Một tai. Xong. Các bạn ơi nhìn này, đàn bò sữa của tớ này. Wow. Chào không? Đẹp thế. Nhìn dễ thương rồi đấy. Sáng tạo thật đấy. Công nhận. Cảm ơn các bạn nha. À, các bạn ơi, uống sữa đi. Tớ mời nè. Wow. Đây là sữa cun cốc kỳ, sữa trắng, hương vị bánh quy, vị ngon mê ly luôn. Wow. Mà sữa cun có vị mới ạ? Ừ, đúng rồi. Thế bạn cần tớ một hộp nhá. Ok. Các bạn muốn ăn? Tớ cũng có đây rồi. Đây của bạn Lan nè. Sữa nào cũng ngon hết nhỉ các bạn nhở? Mà tớ công nhận sữa cun vị nào cũng ngon các bạn nhở? Đúng rồi đấy. Mà sữa sô cô la lúa mạch của tớ cũng ngon lắm này. Của tớ cũng thế. Tớ đang làm bông hoa từ những vỏ hộp sữa cun uống hết rồi nè. Yeah. Đây là cánh hoa. Nhóm em làm đến đâu rồi, sắp xong chưa? Dạ thưa cô, của em gần xong rồi ạ. À, cái này là cái gì đây em? Dạ, đây là cái mái của cái chòi của em ạ. Đâu, để cô xem nào. À, cái mái nhà. Đấy. Đẹp quá. Cái này là lan can đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Nhìn rất là chắc chắn. Rồi, em làm tiếp đi. Dạ. Bạn Hằng, bạn đang làm gì đây? Tớ đang làm hàng rào. Tớ sẽ làm cối xay gió nhá. Ok, bạn làm cho đẹp vào nhé. Ok. Bạn Hà ơi. Hả? Xem lớp học của tớ này, đẹp không? Đẹp, xem bạn cho lớp học một tầng à. Đúng vậy. Ê, tớ thấy sáng tạo hơn rồi này. Ừ, tất nhiên. Bây giờ mình sẽ dán cái biển trường này. Yeah. Trường học cun siêu phẩm. Đó, sau đó lợp mái lên. Bạn Hằng ơi, tớ sẽ đổi hướng nhá. Đổi hướng á? Tớ sẽ cho về đây. Còn đâu cái cổng bạn cho về đây đi. Yeah. Cẩn thận nhé. Ok. Xong rồi. Bạn Hằng ơi, bạn nhìn này. Đâu? Đây. Ôi, cối xay gió bạn làm đẹp đấy. Đúng rồi đấy. Ôi, còn cả xoay được nữa cơ. Đẹp. Hay là chúng mình để vào trong này đi. Ok. Sang đây cho tớ. Đây, bạn để đây nhá.
Ok, đây. Thế làm cái hàng rào này. Em ơi, các em sắp xong chưa nhỉ? Đã của em sắp xong rồi à. Xem nào. Đẹp đấy. Xem của nhóm bạn Lan nào. Nhóm em đẹp không cô? Đẹp. Mình sẽ đặt cột cờ ở đây. Cô ơi, đội của chúng em xong rồi cô ạ. À. Đội của em xong rồi ạ. Em xong rồi đấy à. Vâng. Để cô xem nào. Wow, đẹp quá nhỉ. Thế thì bây giờ cô sẽ mời từng đội một giới thiệu về mô hình của đội mình nhá. Vâng. Đầu tiên thì cô sẽ mời đội bạn Hà với bạn Lan. Bạn nào sẽ là người giới thiệu đây? Dạ em ạ. Cô mời Hà nào. Dạ cô, sau đây em xin giới thiệu mô hình trường học của đội em ạ. Cô mời em. Đội em thì là xây dựng mô hình đó là trường học cung siêu phàm cô ạ. Trong trường học cung siêu phàm này thì bọn em sử dụng rất là nhiều vỏ sữa đã uống rồi á cô. Xong mình tái sử dụng lại để mình xây ra những cái trường này hoặc là khu văn phòng. Cô nhìn đây là cái khu mà trường học này. Đó, cái hai tòa rất là cao đúng không cô? Vì trường học này có rất là nhiều học sinh. Ở đây là khu văn phòng cô ạ. Khu văn phòng thì chỉ có một tầng thôi. Tại vì ở một trường thì thường sẽ ít giáo viên hơn là học sinh. Đúng rồi. Bọn em còn tận dụng đó là những cái ống hút này này cô. Ống hút này bọn em sử dụng để làm những cái lan can hay là những cái hàng rào cô ạ. Còn cái cổng này này em cũng xây dựng cái cổng và có cái biển hiệu khu siêu phàm ở phía trên. Bọn em còn làm một cái cột cờ này. Ngoài ra thì có rất là nhiều cây xanh xung quanh trường nữa để tạo bóng mát cho các bạn học sinh mà khi mà mệt mỏi hay là vui chơi ở trường thì sẽ có không gian để chơi. Ở đây em còn có hai bạn này, hai bạn này đi học sớm nhất trường cô ạ. Bạn Chớp Chớp và bạn Tám Cước đúng không nào? Vâng ạ. Rồi cô cảm ơn Hà, mời em về chỗ nào. Vâng ạ. Vừa rồi thì lớp chúng mình đã được nghe bạn Hà bạn giới thiệu về mô hình mà bạn ấy với bạn Lan đã làm. Và bây giờ cô nhận xét này, các bạn ấy đã làm trường học phun siêu phàm và từ vỏ hộp sữa cun và ống hút nữa. Các bạn ấy đã rất là khéo léo để làm được một ngôi trường rộng rãi này, khang trang này, cùng có cả khu văn phòng này, khu trường học này. Cô cảm thấy hai bạn này rất là khéo léo và sáng tạo. Cả lớp cho hai bạn một tràng vỗ tay nào. Và tiếp theo thì cô xin mời bạn Hằng với bạn Hùng giới thiệu về mô hình của đội mình nào. Vâng ạ. Em thưa cô và các bạn, sau đây em xin phép được giới thiệu mô hình của đội chúng em ạ. Yeah. Đội của chúng em là mô hình là nông trại cun siêu phàm ạ. Có một cái cổng rất là to đây. Ngoài ra thì có một hàng rào vừa chắc chắn lại còn rất là đẹp, được làm từ vỏ hộp sữa cun đã uống hết và ống hút đã được sử dụng rồi ạ. Rồi. Đi vào bên trong thì chúng ta có thể bắt gặp được là một đàn bò sữa. Đàn bò sữa này thì chúng em làm từ sữa chua uống dạng chai cô ạ. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể bắt gặp được là Papa Bự này với lại là Tám Tuốt đang vừa đá bóng vừa đi xe đạp để nâng cao sức khỏe cô ạ. Ở bên này thì chúng em đã làm một cái chòi cô ạ. Cái chòi này để cho Papa Bự và Mama Bay vừa nghỉ ngơi này, hóng mát và có thể quan sát được toàn bộ nông trại cô ạ. Bên cạnh đó bên này thì chúng em có làm là một cái cối xay gió cô ạ. Cối xay gió này thì có thể là xoay được để tạo ra năng lượng cung cấp cho toàn bộ nông trại cô ạ. Thôi cô em xin hết ạ. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe bạn Hằng giới thiệu về mô hình của đội mình đã làm đúng không nào? Vâng ạ. Đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Cô thấy đội bạn Hằng đã rất là khéo léo này, sáng tạo này, tận dụng những vỏ hộp sữa này, những chai sữa và những ống hút sử dụng một lần để tạo nên một mô hình rất là đẹp. Và bây giờ cô sẽ công bố luôn là đội nào giành chiến thắng. Yeah. Không biết đội nào nhỉ? Đội mình đấy. Đội tớ đấy. Rồi, lên trật tự nào. Cô thấy là hai đội nào làm cũng đẹp này, cũng sáng tạo này. Thế nên là cô quyết định là phần thưởng thế chia đều cho cả hai đội. Yeah. Hai đội chiến thắng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Và bây giờ cô mời bạn Hà với bạn Lan lên đây nhận quà nào. Vâng ạ. Đây, đây là quà của Hà này. Wow. Lan này. Em cảm ơn cô ạ. Rồi còn nữa của Hà này. Em cảm ơn cô. Wow. Lan này. Nước cun. Xin cảm ơn cô ạ. Rồi. Wow. Cô mời Hà với Hùng nào. Vâng ạ. Đây là quà của bạn Hằng. Wow, thẻ chúc mừng của bạn Hùng nè. Em cảm ơn cô ạ. Còn đây nữa, mỗi bạn một bộ dụng cụ học tập cun. Em cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn cô ạ. Wow, các bạn nhìn này, bạn có đẹp này. Quần áo đẹp nào. Bảo hiểm đẹp kìa. Đội đẹp rồi. Thơm nhờ. Đấy, cô ơi, toàn những phần quà đẹp đấy cô ạ. Đúng rồi. Các em ơi, sữa cun đang có chương trình khuyến mãi. Cùng cun làm việc tốt mỗi ngày đấy các em. Wow. Cô ơi, em cũng biết chương trình này ạ.
thì chúng ta tích lũy 24 thẻ sưu tập sẽ đổi được một hộp bút cun. Còn tích lũy đủ 36 thẻ sưu tập sẽ đổi được một bộ dụng cụ học tập cun đấy cô. Đúng rồi đấy cô. Còn nếu may mắn săn được thẻ đặc biệt thì sẽ đổi được một máy điện tử vận động Nintendo cộng với một pha hồ bơi bảo mẫu cực cun luôn cô ạ. Đúng rồi đấy các em. Nhưng mà chưa hết đâu. Nếu sưu tập đủ 7 chữ cùng cun làm việc tốt mỗi ngày thì chúng ta sẽ đổi được một mũ bảo hiểm cun này hoặc là một đôi giày thể thao cun đấy. Wow. Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 đấy. Vâng ạ. Mà cun có nhiều phần quà hấp dẫn cô nhở. Quà nào cũng đẹp ý. Vâng, quà đẹp thôi. Không những quà đẹp mà sữa cun uống còn rất là ngon nữa. Vị mới ngon lắm cô ạ. Rồi, cô đã uống sữa cun vị mới rồi, rất là ngon đúng không các em? Vâng ạ. Ngon cực kỳ luôn. Thế bây giờ lớp mình sẽ cùng mang những cái mô hình này xuống phòng trưng bày để cho các bạn lớp khác cùng xem nữa nhá. Vâng ạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.